Chào cả nhà nha. Đây là cám gà mình cho chim ăn, nhưng mà mình đẩy bị mưa, mưa rồi không có cho chim ăn được. Giờ mình tốc ra, mình là tộn nước, mình đi bẫy cá ăn cả nhà. Nó bị nước vô nè. Mình để trong cái thùng này, mình đẩy cái dĩa lên, cái nước mưa nó nhiễu vô cái dĩa, nó đầy quá, nó tàn ra, cái nó lòn lòn vô. Đó, giờ nó bị móc rồi. Giờ mình phải bỏ nước vô mình trộn. Rồi mình bỏ vô cái bẫy, mình đi bẫy cá cho cả nhà xem ha. Nó mình trộn cho nó dẻo vậy nè. Cho dẻo ngay cả nhà. Đang nhỏ vô lưới này nè, không ấy ra thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô lưới. Để mình bỏ vô lưới cái cả nhà. Đó, giờ mình mới vô được một túi vậy này nha. Bây giờ mình đi lên kia, mình lấy cái bẫy cá cho cả nhà xem nha. Đây là cái lồng nhốt chim nè. Nào. Cái lồng nhốt chim. Đó, nhốt lại. Bây giờ mình làm mình buộc đây. Đã mai được xong nghe nè. Không. Cái cửa này là để mình nhốt chim nè, nhưng bây giờ mình mở ra thì vậy luôn. Mở ra mình gài lại. Không. Giờ mình thải xuống hồ. Hơi cá nó vô ăn cái mình nhìn lên. Không có hôm nha, này là không có hôm nha nhà. Đó, bây giờ mình sẽ ra mình đặt xuống hồ rồi mình quay cho cả nhà xem nha. Giờ mình sẽ đặt xuống mé này nha cả nhà. Cả nhà xem đi, thích kênh này cho mình một like nha cả nhà. Chia sẻ lên Facebook có cho nhiều người cùng xem nhé.
Nó xong rồi, giờ chỉ đợi cá vô ăn thì dở lên thôi. Giờ mình đi anh thăm thử nghe cả nhà. Không thấy đồng tịnh gì, không biết có con nào không? Hai ba khui 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 rồi. Trời ơi, con cá sặc với con cà phê nghe nè. Đó, để mình lấy cái xô gần mà mình bắt hai cá này. Ăn bụng nó nóc luôn. Em cá sặc này tham gia nữa. À, giờ mình qua bên đá đó, mình đặt ngay chỗ cái tủ cầu qua nhà thầy Tà nè ha. Giờ mình qua đó mình đặt cái thì nằm dở cái mình quay lên cho cả nhà xem ha. Đó, giờ mình đi qua mình đặt xuống ngay chỗ này nha cả nhà. Đó, được con cá sặc nữa cả nhà. Để mình về chỗ khác rồi, chỗ này không im rồi. Được hàng cà phê nữa đây. Con này bự nè. Yeah. Rồi, con này cũng bự nha. Được mấy em rồi đó. Rồi, đây là tiếp tục nữa nghe nha. Thank you.
con bự con nhỏ. Con bự con nhỏ nữa. Con này bự hơn con nãy nha. Em này hơi nhỏ. Rồi, hãy tiếp tục nữa nha cả nhà. Dính cà phê bụi lắm cả nhà. Con này chỉ còn cọc ký á. Hết biết chưa? Quá đại ca. Ta có gì về đâu cả nhà. Cá này tí lâu phải là phải gu luôn. Rồi thôi mình quay cho cả nhà xem dễ tí những mùa dịch này nha. Chung là cũng mệt, bây giờ cái gai đập mình mất mạng nên không có chưa có đi bẫy chim được cả nhà. Mà chim khu này nó bị bể rồi, đem bể mai bảy thân bảy thấy có dính rồi, có dính thì mình đăng lên cho cả nhà xem. Hết biết chưa cả nhà? Người ta mình có xi nhê gì đó đâu. Hơi dài hơn gan. Gan mình 2 tấc 3 chứ. Quá tệ cá cả nhà ơi. Rồi, thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau ha.